Xin ba xin được kính chào tất cả các bác. Hôm nay nhà em đi Bangkok, Thái Lan. Đi vào một cái chợ, khu chợ đêm cách trung tâm thành phố Bangkok có một đoạn thôi, cách khách sạn. Đây là khu chợ đêm cũng tương đối là sầm uất, mà đa phần là khách nước ngoài cũng rất nhiều. Trong đấy người Việt Nam mình đi sang bên này du lịch cũng tương đối. Đấy, chợ này chợ đêm thì chắc là bán quần áo. Cao cao để ngang bông. Đây rất nhiều xe taxi biển số luôn.